Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Đồ Ra. Hôm nay mình xin hướng dẫn một tủ gửi về Hà Tĩnh các bạn nhé. Thì khi các bạn nhận tủ về thì các bạn kết nối cho mình là 3 pha lửa ở trên. Đây là 1, là 2, là 3. Và một pha mát ở đây. Khi các bạn bật đát này lên thì lập tức con bảo vệ mất pha này sáng lên các bạn nhé. Khi nào nó sáng lên màu xanh thì nó ok. Tại vì bây giờ mình đang đấu tắt để test mạch. Cho các bạn cái lối là dây dài ra bao nhiêu thì các bạn lối về nhà, cái chỗ mà ngủ gần nhà đây là còi báo động vẫn. Các bạn cái lối xong các bạn bật lên nhé. Còn đây là ba các ngõ ra ở phía dưới này. Ngõ ra ở dưới này. Rồi sau khi cái lối xong ấy thì bây giờ là các bạn sẽ cái đầu dò này này sẽ phải để cách trần khoảng độ tầm 30 đến 40 nhé. 30 đến 40 cm. Từng áp sát bám. Thế bây giờ mình hướng dẫn sử dụng là cái tủ này. Đây, quạt 1, điều khiển quạt 1, quạt 2, quạt 3, quạt 4, quạt 5, quạt 6 và quạt 7. Đây là công tắc để điều khiển cái timer cho quạt số 2 và quạt số 6 bạn nhé. Đó. Thì bây giờ mùa đông đây nó đang hệ thống đang chạy cái timer, mình đang test chế độ timer. Mình tắt đi thế này đi. Khi mùa hè, mùa đông thì các bạn bật cái này lên cho mình. Đó. Sau đó bật sang chuyển sang chế độ timer đây. Bật sang đây con này chế độ timer. Sau đó thì mà các bạn có thể bật một con bằng tay bất kỳ. Đây một con bằng tay. Còn đâu để chế độ auto cho mình nhé. Tự động này. Đấy bên này nó tự động, thế đằng này cho bằng tay. Đó, để hết chế độ tự động cho mình. Đó, lập tức là toàn bộ hệ thống nó sẽ ngủ im. Nó chỉ có 3 con chạy, đó con số 3, à con số 2, con số 3 và con số 6 các bạn nhé. 6 thì bây giờ mình có điều khiển timer thì vào đây. Các bạn điều khiển timer bằng cách nào? Đó là các bạn ấn M cho mình. Hiện tại đây mình sẽ cài đặt cho anh ấy là 10 phút chạy, à 10 phút nghỉ. Mười M các bạn nhé. 10 M và 3 phút chạy, 3 4 phút chạy tùy các bạn nhé. À, cái bên này thế các bạn cứ đan xen nhau đi. Bây giờ là bạn sẽ chạy là 5 phút thôi, 5 hay 8 phút cũng được. 8 phút chạy, à 8 phút nghỉ thì 3 hoặc 4 phút chạy. Nó mùa đông nó đỡ lại. Ok, các bạn dùng cái này nó là áp rồi nhé. Áp. Nó về có dù như nó tuột ra thì các bạn tí nữa sẽ ấy ra. Bố đây, bố đây. Ừ, phải con gái thì mình quảng cáo, quảng bố bấm quảng cáo cho con. Còn cài đặt nhiệt độ thì các bạn ấn set đây này. Đây, mình cài đặt con thứ nhất đây, 30.5 độ, con thứ hai 29 độ, con thứ này là 28 độ, 28.5 độ với nhau như thế là được, các bạn nhé. Còn mùa hè thì các bạn tắt cái này đi, chuyển cái này auto này, auto này. Đó, mình sẽ chạy hai con bằng tay. Đó, và toàn bộ còn lại là tự động hết. Đó, tự động. Đó, ok, cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm Việt Nam. Chào các bạn.